Kỳ Lân Luxury trân trọng giới thiệu vỏ nhẫn Rolex vàng hồng 18K750 là phiên bản thu nhỏ của chiếc đồng hồ Rolex mà Kỳ Lân đã kỳ công chế tác. Vỏ nhẫn được thiết kế với vòng nhẫn thiết mắc xích giống hệt như chiếc đồng hồ danh giá. Vòng ngoài được thiết kế trải tia giúp tăng độ phản chiếu để chiếc nhẫn trở nên lấp lánh hơn khi đeo vào tay chủ nhân của nó. Sự chỉnh chu giúp vỏ nhẫn xứng đáng có mặt trong bộ sưu tập trang sức của những tín đồ thời trang tôn thờ vẻ đẹp lịch lãm, sang trọng. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.